Khi làm việc tại Victoria, bạn có quyền được an toàn. WorkSafe sẽ giúp bạn hiểu về quyền và bổn phận của mình, hầu bạn có thể nói chuyện về vấn đề an toàn tại nơi làm việc. An toàn nơi làm việc là quan tâm chung của chúng ta. Hãy xem trang worksafe.vic.gov.au/Vietnamese để có thông tin đã được phiên dịch. Để nói chuyện với WorkSafe bằng ngôn ngữ của mình, hãy gọi 131-450.